Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estin For hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Mỹ ơi. Dạ. Anh Julie nói á, cuối tuần này em mà rảnh á thì qua ăn thịt nướng nha, anh đãi hai chị em ăn á. Dạ, nếu có thời gian á thì chị em sẽ qua. Ủa, máy gì vậy? Dạ, em mặc áo sơ mi. Áo sơ mi cho ai vậy? Mà cho anh Julie đúng không? Dạ, thiệt ra thì... Ê, cái đồ đáng ghét lớn. Hả? Cái đồ đáng ghét nhỏ đâu rồi? Tâm Anh hình như ở dưới phòng khách đó. Không có, dưới phòng khách. Cái gì đây? Cơ cho em! Em làm cái gì vậy? Cơ cho em! Em buông chị mà. Em buông ra đi. Đó. Em đòn hả? Trời ơi, chị dâm quanh em chết liền á. Trả lấy đi. Bây giờ con chút dạ. Làm chi? Con nhỏ này đi học về hồi nãy tới giờ mà không có chịu cởi cái cặp táp ra nữa. Làm chi? Dạ. Nghe mẹ nói không vậy? Đưa vở bài tập đây cho mẹ kiểm tra. Dạ. Đưa chi vậy mẹ? Đưa vở bài tập cho mẹ kiểm tra con chứ làm chi nữa? Kiểm tra chơi, con trưởng thành không mà. Trưởng thành cái con khỉ. Con tính trốn mẹ hả? Không có gì. Đứng yên đó cho mẹ. Nè, Sâm Anh nó được cô giáo phê là rất giỏi kìa. Thế nào cô giáo cũng sẽ phê trong tập con cái gì chứ? Không có. Không có mà. Không có gì chứ. Cái gì? Mong phụ huynh giúp đỡ thêm. Con nhỏ này đi học cái gì mà suốt ngày đứng lại đây cho mẹ. Đi đâu hả? Học hành cái kiểu gì mà lúc nào cũng tệ như vậy nè. Con giống ai trong cái nhà này mà không dở vậy hả? Con nhỏ này. Nghe em của em bị la nữa thì phải. Oan ức lắm hay sao hả? Ê, mà sao mẹ em dữ dữ vậy ha? Chuyện của mình thì mình lo đi, nói chuyện người ta làm gì? Nói chuyện với cô kiểu vậy á hả? Em có tin á là... Nè, ăn đi, khỏi nói. Cái thằng này. Bạn Minh ơi. Ủa? Chưa học xong nữa hả? Sắp rồi, tầm này bà tới trễ á. Bà? Em kêu cô là bà hả? Dạ em chào chị. Vết mổ chị lành chưa? Chị lành rồi. Cảm ơn em. Dạ không có chi. Vậy thôi tôi ra ngoài chờ nha. Em chào chị. Em Nguyên. Hả? Bộ bạn em hết thích cô rồi phải không? Thì sao? Bộ nó hết thích cô buồn hả? Buồn gì mà buồn? Thì hết thích về đi để cô với bạn em nói chuyện tự nhiên hơn. Cái trò này cái gì? Để làm gì vậy? Ăn. Nè nhỏ kia. Hả? Được mang tiếng là rất giỏi nên đứng trước mẹ tao mà khoe. Mày á đừng có làm ra vẻ ta đây nữa nghe chưa? Mình có làm ra vẻ ta đây đâu chứ. Mình có làm ra vẻ ta đây đâu chứ. Mày không làm thì tại sao tao lại bị mẹ tao la chứ? Sao mà mình biết được? Ý của mày là tại tao tất cả hả? Gì đây? Bài tập ngày mai sao? Đưa đây cho tao. Không được. Mày đưa không? Được. Mày đưa không? Mày trả lại đây cho mình. Trả tao ra. Trả lại đây. Trả. Ông nhỏ này. Mày dám. Sao vậy? Làm chi? Nó đập vô đầu em. Nè, chị không cho em một trận thì em không có chừa cái tội ẩn hiếp Tâm Anh đúng không? Ôi trời đất ơi, sợ quá đi. Em mà còn làm vậy nữa đi, chị không có nhịn em ở đâu. Không nhịn thì tôi đâu có biểu chị nhịn. Nè, đầu này chị đánh đi. Chết gì vậy? Nè, em gieo nhân nào là em sẽ gặp quả nấy đó. Gì? Gieo nhân gặp quả hả? Dốt mà còn bày đặt chơi chữ. Quả làm gì có nhân, làm như bánh không bằng. Trời
trời ơi sưng rồi nè. Thôi để chị đi lấy dầu cho. Dạ. Đầu làm chi đúng là đầu bò. Tấm hình hôm trước chụp ở lớp được đăng lên trang của trường rồi đó. Đẹp lắm, nhiều đứa comment nữa. Bạn vào coi đi. Mượn laptop của anh hai coi mới đã. Ê à dạ. Cái con nhỏ này. Có sao không? Ủa Lâm Chi, bị sao vậy? Lâm Chi. Lâm Chi. Mẹ ơi. Anh hai ơi, cho em mượn laptop đi. Đi vô khác chơi, biết. Làm gì lại lớn hết hồn vậy? Có ai đứa lo to hơn mày nữa? Ai? Ai? Dám là em hả? Ai? Chết hùng hả? Trời ơi, trời ơi, sợ quá à. Mấy con nhỏ này. Ơi, nè. Linh Chi. Có sao không? Linh Chi. Cô chưa chịu ra nữa hả bà? Làm vậy chi không biết nữa. Em thông cảm đi. Chắc cô sợ xấu hổ khi người khác thấy mình vậy thôi. Làm gì? Trán con sao bầm dữ vậy? Con không biết. Đưa mẹ coi coi. Trời đất ơi. Nghĩ sao mà nó đã đi đòi nợ mà tự nhiên vác cái của này về? Giám đốc Thịnh nói cái này rất là quý giá đó bà. Quý cái đầu cậu á. Trời ơi, nhìn là biết là đồ cà ra xí mũi nha. Tự nhiên đâu sương xa hụt lũ không. Hay là bây giờ mình giữ cái này để mình thế chấp được không ba? Có thế chấp thì cũng phải thế chấp cái đồ nó quý giá. Còn cái này hả? Dục đi không biết có ai lượm hay không nữa. Theo con nghĩ thì cái này, nếu mà người ta nói gì cũng nghe đó thì thôi giờ đó, dọn gánh này qua ở với người ta luôn đi. Bà nó không có được. Không, không. Cho con đợi đi. Hai cái đứa này, không được đi. Bà nói nha, không có tay chân thoải mái nha. Hư đồ của bà, đồ này là đồ quý đó. Đồ quý gì mà đồ quý chứ con đợi. Bà nói đứng im rồi chưa? Em thấy bà nói đúng đó. Cái mão đó nhìn vô là biết giả rồi. Mày đặt giữ cho kỹ vô. Không dám đâu, đồ thiệt đó. Giám đốc Thịnh nói nha, cái mão là từ thời nhà Minh á, ổng mua bên Trung Quốc đem về luôn á. Cái đó không phải là mão vua. Cái đó mão để người ta hát tuồng cải lương. Tối ngày cứ nghe giám đốc Thịnh nói. Nếu là thực sự cái đó mà là mão vua đó thì nó có một cái giá trị văn hóa rất lớn, không có thể quy thành tiền được đâu con. Đúng rồi đó. Đâu phải nó có chuyện mà mua là mua đâu. Nhưng mà nếu mà con thích thì con cứ giữ thôi. Nhưng mà làm ơn mau đi lấy tiền giám đốc Thịnh cho ba. Mão thiệt mà. Sưng xa hư không. Để con đợi. Làm chị được có đội hư của ba đó. Làm nè. Gì trả số trả lại cho bà đi. Nè con nhỏ này lì quá. Không biết cái đó là bằng cái gì không? Đứt hết tóc bây giờ. Có cái gì mà nó cứng cứng ta? Lâm Chi ơi, cho mình đổi thẻ nhé. Nè tên kia, sao dám giỡn mặt với vua hả? Các khanh hãy bình thân. Trời, cái mão phát sáng kìa. Cái mão phát sáng. Anh thôi đi, tào lao cái gì vậy? Rõ ràng anh mới vừa thấy nó phát sáng rồi nè. Đúng không? Con có thấy nó phát sáng mà đúng không? Con đâu thấy gì đâu. Kỳ vậy ta. Rõ ràng là chú thấy nó phát sáng mà. Bây giờ con làm thử cho ba coi. 8 cộng 13 bằng mấy? Con giỏi tính cộng lắm mà. Tính thử ba đi. Trời ơi, dễ như húp nước miếng. Trời ơi, mày đặt chơi chữ nữa cô nương. Dễ như húp nước miếng. Người ta nói là dễ như húp nước mía. Cái gì cái gì nước miếng nước mía? Người ta nói á, là dễ như húp cháo. Dốt mà khoái nói chữ. Vậy là dễ như húp cháo hả bà? Dễ như húp cháo. Rồi con tính đi, tính được chưa? Dạ chưa. Bình thường con giỏi với tính cộng nữa mà. Có nhiêu đó cộng cũng xong nữa. Mà sao hôm nay kỳ kỳ á, anh tính không ra. Có gì đâu không ra. Thì con cứ 8 cộng 13 con cộng từ từ ra đi rồi nó ra chứ gì. Bây giờ thử nè, 8 cộng 1 bằng mấy? 8 cộng cho 1
bằng 9. Đúng rồi, 8 + 1 = 9. Ủa, bà đâu có kêu con làm phép tính đó. Ờ, lộn, không phải là 8 + 1 mà bà la là 8 + 10. Nhưng mà cũng không phải 8 + 10. Sao kỳ vậy ta, tự nhiên bây giờ cái đầu mình nó sao sao á ta. Trời ơi, hai cha con này nó dốc đều luôn. Dốc qua nòi hả con? Không phải ba, tự nhiên cái đầu con nó bí sao đó. Hay là do cái mão này ta? Đúng. Hay đúng rồi ba, đúng rồi. Đúng không con? Đúng rồi, con khi mà cái con đội cái mão đó vô cái đầu con kiểu nó bị có nó nặng nặng đúng không? Nặng nặng xong cái nó ngột ngạt trong đầu á. Nó khó chịu lắm đúng không? Đúng rồi, nó khó chịu, nó cứng gì nó đè đầu này nè. Hai cha con tào lao. Mày bả. Ê mày. Để tao thử. Đừng có đợi được. Ba đội cho ba ngu đó. Ba có thấy sao không? Tao bình thường. Ba. Ba mà cũng đi đổi cái mão này lên nữa hả? Thì nó nói nè, nó nói là đổi cái mão vô kỳ kỳ, không? Thì tao phải đổi cái này vô. Ủa mà cái này cái là cái gì quên? Cái mão. Thì cái mão. Thấy chưa? Gì? Ba mới vừa đổi vô thôi mà ba quên tên nó là cái mão luôn rồi. Ba thấy có vấn đề chưa? Mày. Không phải. Con nghe người ta nói nha. Mấy cái mão này nè, thường người xưa họ làm lông mão á là họ phải truyền sức mạnh, một cái sức mạnh linh thiêng gì đó, nó có ma thuật ở trong đó đó, mà hỏi mà những người bình thường mà đội vô nha là sẽ bị có cảm giác như bị ngu muội luôn á. Sao mày đem về đây làm gì? Cái thằng mày lo đi đòi tiền giám đốc Dũng cho ba. Ủa ba? Giám đốc Thịnh mà. Thì giám đốc Dũng đó. Thịnh. Thấy chưa, nguy hiểm quá rồi kìa. Chết rồi. Ê, đừng có tầm xàm nữa. Làm gì mà có chuyện đó? Có. Tôi đòi cho mà có. Đừng có đòi. Cả nhà đã hy sinh rồi, không thể nào hy sinh thêm em được nữa. Anh cấm nha. Bây giờ là ra sắc lệnh luôn nè. Kể từ bây giờ nha, cấm cái nhà này tuyệt đối không ai được đòi cái mão này. Cái mão này sẽ đưa vào viện Hàn Quốc cấm. Vô niêm phong ở lại. Giấu luôn.